Xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Yam Leo. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về chủ đề Shopee How. Shopee How nhỉ, cái ông này ơi, How là How cái gì? Thật sự là mình cũng muốn làm về Shopee How từ rất là lâu rồi. Nhưng mà để tìm kiếm quần áo nam ở trên Shopee thì mình cảm thấy khá là khó. Thì mãi mình mới tìm ra được một cái shop mình cảm thấy ưng ý để có thể mua về để review cho mọi người. Vì là làm về quần áo cho nên mình cũng sẽ giới thiệu qua về chiều cao cân nặng của mình nha. Mình cao 1m75 và mình nặng 55 cân thôi. Nói chung dáng người của mình khá là cao nhưng mà mình lại bị hơi gầy một chút xíu. Thì thường khi mua quần áo mình hay mua rộng ra một xíu để khi mà mình mặc lên thì trông mình sẽ đầy đặn hơn ý. Chứ nếu như mình mua những cái mẫu quần áo nào mà nó quá fit vào người mình hay nó bị nhỏ hơn thì trông mình không khác gì một cái que tăm di động đấy mọi người. Thì thôi, bây giờ chúng mình sẽ đến với món quần áo đầu tiên nha. Đầu tiên thì sẽ là một cái chiếc áo hoodie màu be trông rất là xinh luôn ý. Cái màu be này thì nó không bị quá thiên vàng cho nên khi mà mình mặc lên da thì trông da mình rất là sáng luôn. Về chất vải của cái áo hoodie này, sờ ở bên ngoài thì trông nó khá là đầm tay, nó khá là dày dặn. Nếu như so sánh với những cái chất áo hoodie ở local brand Việt Nam ấy thì mình thấy cái chất áo này nó cũng không thua kém gì đâu. Về độ lót miếng bông ấm ở trong này, nếu như những bạn nào mà ở những cái vùng mà nó hơi lạnh lạnh một chút xíu như là mùa thu Hà Nội ấy, thì mình nghĩ là mọi người chỉ cần mặc cái áo này thôi là đã đủ ấm rồi. Còn với thời tiết Hà Nội mùa đông bây giờ thì mọi người phải khoác thêm một cái áo ở ngoài nữa thì mặc cái áo này mới đủ ấm nha. Về cái phần họa tiết của áo này thì mình thấy đây là một cái áo nó khá là basic thôi, trông nó khá là đơn giản. Và ở dưới thì người ta có may thêm một cái túi, lỡ như mà mình có lạnh tay quá thì mình có thể cho tay vào cái túi này. Mọi thứ của cái áo này nó quá là hoàn hảo, cho đến khi mà mình đội cái mũ này lên mọi người ạ. Trời ơi, thế bây giờ mình vẫn không hiểu lý do tại sao mà người ta có thể may một cái mũ nó ngắn như thế này luôn ý. Và khi mình đội cái mũ này lên thì tất cả những cái vùng vải ở trên vùng vai nó đều kéo lên theo. Và mọi người trông mình có khác thì một cô nàng kỳ tạ không mọi người. Thì cái áo hoodie này mình mua với giá là 277.000. Mình mua size L, bất cứ những thông tin gì thì mình sẽ để một góc bên này cho mọi người nha. Cái áo này mình rất là tiếc cho cái phần mũ luôn ý. Nếu như cái mũ mà người ta may dài ra thêm một chút xíu thì mình thấy cái mức giá này nó quá là hợp lý cho cái áo này luôn. Tiếp theo thì mình có một cái áo sơ mi màu xanh. Thì cái áo này ở đây có in một hình chú gấu này. Về chất vải thì mình thấy chất vải này khá là mỏng nhẹ và mát. Khi mình mặc lên ý, thì mình cảm thấy nó không bị bí người mình. Mùa hè ở Hà Nội thì mọi người biết rồi đấy, nó rất là nóng và rất là dễ toát mồ hôi. Khi mình mặc những cái chất vải nó quá dày thì nó không thấm hút được mồ hôi và nó sẽ bị bí lưng của mình. Thì mọi người hãy lưu ý một chút về chất vải của những cái áo sơ mi nha. Về cái form của áo này thì mình rất là ưng luôn. Cái phần tay này thì nó vừa in với tay của mình luôn, nó không bị dài quá, nó không bị ngắn quá. Về cái phần vai áo thì mình thấy người ta may khá là vừa, nó không bị ngắn quá mà nó đến đây này thì nó sẽ giúp cho vai của mình được mở ra chứ không tạo cảm giác cho mình quá bị gầy. Về cái áo này thì mình thấy mọi người có thể phối với cả quần bò hay là quần âu dáng suông ấy thì mình thấy đều đẹp hết và trông nó rất là Hàn Quốc luôn. Tiếp theo thì chúng mình sẽ có một chiếc blazer. Về phần chất vải của cái blazer này thì mình không đánh giá cao cho lắm. Chất vải thì khá mỏng cho nên mọi người nhìn phần cổ này, nó không vào được form và trông như kiểu người không xương luôn ý. Và cái phần gấp khúc của cái blazer này thì họ gấp cũng rất là ẩu luôn. Nó còn bị gấp vào luôn cả cái khuy áo này mọi người này. Và tiếp đó do là cái blazer này nó quá mỏng cho nên ở cái phần vai này nó không có độ cứng nhất định. Nên khi mà mình mặc vào, nhất là những cái bạn nào mà có khung xương vai nhỏ ấy, thì nó sẽ không được đẹp cho lắm. Để mà mua một chiếc blazer xịn thì mình vẫn khuyên mọi người nên đầu tư những chiếc blazer. Có giá thành từ 500.000 đổ lên thì nó sẽ có một chất vải cứng hơn và lên form cũng đẹp hơn và mọi người cũng mặc được lâu dài hơn nữa. Tuy nhiên những bạn nào mà thích kiểu thay đổi nhiều mẫu quần áo, mọi người không muốn mặc một bộ quần áo mặc đi mặc lại thì mọi người cũng có thể tham khảo cái áo blazer này nha. Tiếp theo thì sẽ là một chiếc áo cardigan. Dạo gần đây thì mình thấy những chiếc áo cardigan khá là hot cho nên mình cũng đã mua về. Nhưng mà thật sự khi mà mình nhận được ý, thì mình rất là tức. Bởi vì cái shop đấy họ tư vấn là 1m75, nặng 55 cân thì sẽ mặc size L và mình cũng lấy size L luôn. Và khi mình nhận được thì nó cực kỳ bé luôn ý. Cái size L của cái áo này thì không khác gì mình mặc size S ý mọi người.
Cho nên cái áo này thì mình nghĩ chỉ hợp cho những bạn nam hoặc bạn nữ nào có cân nặng từ 45 trở xuống thì mọi người mới mặc vừa thôi. Còn những bạn nào mà có chiều cao cân nặng giống mình, mọi người muốn mặc rộng rộng ra một tí thì mình khuyên mọi người nên mua size XXL nhá. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, với cái họa tiết của cái áo cardigan này nó chỉ có hai màu đen trắng thôi. Với một đứa thích màu đen trắng giống mình thì mình thấy cái áo này nó khá đẹp, nó kiểu đơn giản nhưng mà rất là đẹp ý. Về chất vải của cái áo cardigan này thì mình thấy nó không bị quá mỏng dính, tuy nhiên thì nó cũng không quá dày đâu nha mọi người. Cái áo này mình nghĩ những bạn nào mà ở những cái vùng nó hơi lạnh lạnh một chút xíu, mọi người mặc một cái áo giữ nhiệt ở bên trong, sau đó mọi người khoác cái áo cardigan này bên ngoài thì mình thấy nó đã đủ ấm rồi. Hơi tiếc cho cái áo này là size của nó hơi bé, nếu như để mình mua lại thì chắc chắn mình sẽ mua size XXL nha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ có một chiếc sweater. Chất vải của chiếc áo này là chất vải len. Về độ ấm của chất vải này thì mình sẽ chấm 6/10. Nhưng bạn nào mà đang ở Hà Nội thì mình khuyên mọi người nên mặc thêm một cái áo giữ nhiệt ở bên trong thì nó sẽ ấm hơn. Về cái form của áo này thì mình cảm thấy khá là ok. Độ dài của áo này thì không bị quá dài cũng như là không bị quá ngắn. Và cái áo này khi mình mặc lên thì trong người mình không bị quá gầy nữa. Một điểm trừ ở cái form áo này là phần nách họ đan hơi bị sát, khi mình mặc lên thì hơi cộm một chút xíu. Và cái áo này ở trong nó khá là nhiều bụi vải, cho nên khi mà mọi người mua về thì mọi người hãy giặt trước sau đấy hãy mặc nha. Tiếp theo thì mình sẽ có một chiếc áo di lê. Điểm cộng đầu tiên của chiếc áo này là nó có một mùi trà rất là thơm luôn ý. Bạn nào mà hay đi Uống Coi hay là Phúc Long, mọi người bước vào mọi người ngửi thấy cái mùi trà như nào thì áo này nó gần có mùi như thế. Không biết là người ta xịt cái gì vào mà thơm đấy nhở. Nếu như bạn nào mà biết thì mọi người hãy chỉ mình mua về nhá. Về chất vải của chiếc áo di lê này là chất vải len. Chất vải này thì mình cảm thấy nó hơi mỏng, tuy nhiên với giá hơn 100.000 thôi thì mình thấy chất vải này khá là ok rồi. Điểm cộng tiếp theo mình thích ở chiếc áo này là cái phần vai họ may khá là vừa tầm. Khi mà mình mặc lên thì trông người mình khá là đầy đặn, không kiểu bị quá gầy đâu. Đối với những chiếc áo di lê, với cá nhân mình thì mình cảm thấy phối với sơ mi là đẹp nhất. Kiểu trông có một chút gì đấy nhẹ nhàng nhưng mà vẫn rất là thanh lịch. Đây là một trong những cái mẫu quần áo ở trong tập Sophie Ho này mà mình khuyên mọi người nên mua nhất nha. Tiếp theo thì mình có một chiếc áo khoác, người ta gọi đây là áo khoác bóng chày cổ thuyền. Về chất vải của bạn này thì mình thấy đây là chất vải cốt tông, mặc lên thì khá là mát, tuy nhiên thì nó hơi mỏng một chút xíu. Mặc vào mùa thu thì mình nghĩ sẽ hợp hơn. Nếu như bạn nào mà thích mặc vào mùa đông này thì mọi người nên mặc một chiếc hoodie hay là một chiếc áo nỉ dày ở bên trong thì mới đủ ấm được. Về phần thiết kế, form dáng cũng như là đường kim mũi chỉ của cái áo này thì mình thấy nó không có một cái lỗi lầm gì cả. Cái áo này thì mình mua size XL. Mình mặc lên người mình ấy thì nó vừa, nó không bị quá chật đâu. Nhưng mà vì là áo khoác mà cho nên thường mình muốn mua rộng ra một tí xíu nữa. Nếu như mà để mua lại thì mình sẽ mua size XXL. Bạn nào mà cùng chiều cao cân nặng giống mình mà mọi người muốn mua rộng ra thêm một tí xíu nữa ấy, thì mình khuyên mọi người là nên mua size XXL nha. Còn với giá 150.000 thôi thì mình cảm thấy cái áo này nó rất là xứng đáng luôn. Mọi người có thể tham khảo nha. Tiếp theo thì ở đây mình có một chiếc áo sơ mi màu đen có họa tiết kẻ sọc vuông. Ban đầu thì mình cũng không định mua cái áo này đâu, bởi vì khi mà mình mua về thì mình sợ mình mặc lên sẽ hơi bị dừ một chút xíu. Mặc cái áo này lên vừa trẻ trung và trông rất là thanh lịch luôn ấy. Đúng là những gì mình không kỳ vọng lắm thì nó lại tốt hơn tưởng tượng của mình rất là nhiều. Về form áo của bạn này thì mình rất là ưng, bởi vì cái độ dài của nó vừa tầm, nó không bị quá ngắn. Cái áo này khi mà mặc lên người mình thì nó rộng vừa phải, nó không tạo cảm giác cho người mình quá gầy. Đối với những chiếc áo sơ mi này thì mình khuyên mọi người nên phối với những cái quần âu dáng suông ấy, thì trông cái tỷ lệ người mình rất là đẹp và chân mình cũng dài ra rất là nhiều nữa. Về chất vải của bạn này thì đây là chất vải poly. Chất vải poly thì mọi người sẽ thường thấy ở những cái quần áo nó có giá thành rẻ. Ở nhà bạn nào mà có đệm, mọi người sờ vào chất vải của đệm như thế nào thì chất vải của cái áo này nó gần như là như thế. Nhược điểm của chất vải poly là nó rất khó thấm hút mồ hôi. Bạn nào mà hay dễ ra mồ hôi ở lưng ý, thì trước khi mặc áo này thì mình khuyên mọi người nên mặc một chiếc áo ba lỗ hay là áo phông dễ thấm hút mồ hôi ở bên trong thì sẽ ok hơn nha. Stop, okay,
Tiếp theo thì mình có một chiếc áo square kẻ ngang. Những bạn nào mà có dáng người gầy như mình ý, thì mọi người nên hạn chế mua những cái áo có họa tiết kẻ dọc nha. Bởi vì những cái họa tiết kẻ dọc sẽ làm cho người mình dài hơn và trông sẽ gầy hơn. Mọi người nên mua những cái áo mà nó có họa tiết kẻ ngang như này, thì khi mình mặc lên thì trông người mình sẽ đầy đặn hơn rất là nhiều. Về chất vải của bạn này thì cũng là chất vải poly luôn. Nhưng mà ở bên trong này thì họ có lót thêm một miếng bông, nhưng mà mình cảm thấy khá là mỏng thôi. Về độ ấm của cái áo này thì mình sẽ chấm tầm 3/10. Nhưng mà với giá 125.000 thôi thì mình thấy đây là một sự lựa chọn không hề tồi. Ở trên Shopee thì mình thấy họ bán cả những cái áo giữ nhiệt ý. Mọi người khi mà mua áo này về thì mình khuyên mọi người nên mua thêm một cái chiếc áo giữ nhiệt nữa, mọi người mặc vào bên trong. Sau đấy mọi người khoác thêm cái áo này ở bên ngoài này. Nó vừa rất là thời trang mà sẽ giúp chúng mình tiết kiệm hơn một chút về khoản chi phí. Ok mọi người ơi, thế là mình đã vừa review cho mọi người xong một số mẫu áo ở trên Shopee rồi. Đây là lần đầu tiên mình mua quần áo trên Shopee cho nên mình chỉ mua một ít thôi. Và như mọi người xem video thì mọi người cũng thấy rồi đấy. Cùng một shop thì cũng có mẫu zip, mẫu rách. Có cái thì mình cảm thấy rất là ưng nhưng mà có cái thì không thể nào mà chấp nhận được. Thế nên bạn nào là tín đồ của Shopee, mọi người hay mua nhiều quần áo trên Shopee thì mọi người hãy cứ bình luận ở phía dưới. Nếu như mình cảm thấy ok thì mình sẽ mua về để review cho đến tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này và mình hẹn gặp lại mọi người video lần sau nhé. Bye.